Xin chào các bạn đến với chuyên mục review sản phẩm công nghệ của kênh Nini. Hôm nay mình sẽ nói qua về hai sản phẩm có mặt đã từ rất lâu đời trên thị trường Việt Nam, đó là hai cục Wi-Fi 4G của Huawei. Thì về chức năng thì các bạn cũng đã biết là hai sản phẩm này đều là để mình gắn sim vào, sử dụng 4G và phát Wi-Fi cho các thiết bị di động. Có đặc điểm khác nhau là đây là một cái thiết bị phát wifi di động, còn đây là một cục 4G phát wifi sử dụng cố định ở trong nhà. Nhìn hai cục này các bạn có thể thấy được sự khác biệt về chức năng sử dụng của nó. Như các bạn có thể thấy là về thiết kế thì các bạn có thể thấy được sự khác nhau về tính năng sử dụng của hai thiết bị này. Đây là một thiết bị nhỏ gọn để mang đi sử dụng di động ở bên ngoài trời, và đây là một thiết bị được sử dụng cố định trong nhà và được trang bị rất là mạnh về hai anten nên có thể bắt sóng rất là mạnh. Về tính năng của nó thì cũng giống nhau thôi, nhưng mà thằng này được thiết kế sử dụng ở trong nhà nên được trang bị rất là mạnh, còn thằng này thì mang tính nhỏ gọn di động hơn. Để thấy được sự khác nhau về tính năng sử dụng như thế nào, bây giờ mình sẽ làm một thí nghiệm nhỏ về cái khả năng bắt sóng 4G và phát wifi của nó như thế nào nhé. Bây giờ mình sẽ làm thí nghiệm cho các bạn bằng cách là mình dùng điện thoại mình kết nối và mình dùng chương trình speed test để kiểm tra khả năng bắt sóng của hai thiết bị này so với cả cái điện thoại của mình, để xem được cái khả năng độ mạnh yếu của nó như thế nào nhé. Có một điều nữa mà mình quên nói với các bạn là mình đang ở chung cư và ở trên tầng 10. Trên này thì tường nó khá nhiều và cao hơn so với ở dưới mặt đất. Mình ở trên tầng 10 nhé, thì cái trên này nó khoảng 30-50 mét so với mặt đất. Đấy, các bạn có thể thấy ở trên này nếu mà bật sóng 4G thì sóng sẽ yếu hơn nhiều so với ở dưới mặt đất nhé. Đây bây giờ mình đã tắt wifi trên này, mình bật 4G trên điện thoại. Ok, sóng 4G đã lên. Ở đây thì bắt chỉ được có 2 vạch sóng thôi, điện thoại bắt được 2 vạch sóng rồi. Server connection multi single, rồi cho nó single đi ha. Server Hồ Chí Minh, ok rồi, multi đi cho nó công bằng. Rồi mình sẽ bắt đầu. Đây, tốc độ tải về khoảng 5 mê. Tốc độ upload lên khoảng 7 mê, 8 mê, 9 mê gì đó, 8 mê, 9 mê. Này là megabit nha các bạn, megabit. Mình muốn thành mega, chuyển đổi thành megabyte mình phải chia cho 8 nữa. Đấy. Tốc độ ở đây là kết quả. Tốc độ trung bình là 5,6, tốc độ đao về là 5,6, tốc độ upload là khoảng 7,75. Ok. Rồi. Về mình sẽ tắt 4G đi. Mình bật wifi lên. Đây là cục internet 4G. Đấy, nó đã kết nối. Còn cái Nini Trần là cái cục 4G wifi cố định trong nhà. Này, cục này. Rồi bây giờ mình sẽ test với cái cục internet 4G này. Nó đã kết nối wifi với cục này nhá. Để đây. Rồi bây giờ mình Mình đã kết nối với cục 4G di động này, cục Huawei 4G Wi-Fi. Mình bắt đầu chuẩn bị test với Speed Test. Bây giờ mình sẽ chọn lại mobile phone như hồi nãy. OK, Multi. Và bắt đầu mình test. Có vẻ có khá hơn. 13, 14. Tốc độ tải lên thì cũng tương đương 7-8 megabit. Tốc độ tải về thì có vẻ khá hơn, là 13 megabit. Đây mình muốn kiểm tra sóng thì mình vào cái app của nó, Huawei này. Đấy, cũng 2 vạch LTE, LTE được khoảng 2 vạch nhé. Rồi, OK. Bây giờ mình kết nối với cục này. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối với cục 4G cố định này nha, của Huawei luôn. Cục này là B302 hay 320 gì đó mình không nhớ rõ. Nên nữa mình sẽ check lại sau. Đây, Ninijan, OK, thành công. Kiểm tra sóng, sóng 3 vạch. Nếu mà mình điều chỉnh anten và mình để đúng vị trí thì nó có thể lên được 4 vạch đấy. Cũng khá là mạnh. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra thử tốc độ của cái cục đấy, sóng lên 4 vạch này, mình điều chỉnh anten một chút xíu là có thể lên được 4 vạch. Là 4 vạch, bây giờ mình kiểm tra tốc độ nha. Mình cũng đổi qua server của mobile phone luôn. Mobile phone đâu rồi? Đây. Rồi, kết nối thành công, connection multi. Rồi. Rồi, lên được 17, 18, 16, 17. Có vẻ mạnh bạo hơn sóng của con iPhone và của cái cục 4G di động. Mạng tải lên cũng khá mạnh, lên 14 luôn. Cũng được đấy. Rồi. Đây, tốc độ tải lên trung bình là 17.6 và tốc độ tải xuống là 16.3. Rồi, ngon lành hơn hai thiết bị kia nhiều. Rồi. Thử nghiệm của mình đến đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ subscribe kênh để xem các clip về thử nghiệm thiết bị nhé. Cảm ơn các bạn.